Hello, xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay của My sẽ chỉ các bạn những tips mà My hay dùng sau khi đã nặng mụn xong. Khi nặng mụn thì bước đầu tiên cũng là cái bước quan trọng nhất, đó là mình phải tẩy sạch lớp make up, trang điểm và rửa mặt thật sạch. Và đây là cái sữa rửa mặt mà My bây giờ đang xài đây. Và cái này rất là thích hợp cho những bạn tuổi teen. Nên là nếu mà các bạn muốn một cái video về cách chăm sóc da lúc mà My tuổi teen thì My sẽ làm trong thời gian sắp tới. Các em nhỏ nào mà đang trong độ tuổi teen có những câu hỏi về da hoặc là về học hành thì có thể hỏi My để tư vấn. My sẽ để cái link AccessFam ở bên dưới và trả lời trong video nói về dưỡng da cho tuổi teen nha. Và sau khi mình đã rửa sạch da thì mình bắt đầu nặng mụn. Thì thường My sẽ không nặng bằng tay mà My sẽ nặng bằng cái đồ nặng mụn hình tròn, cái cây có cái đầu hình tròn, hoặc là những cái da như là mụn bọc hoặc là mụn trứng cá thì My sẽ dùng tăm bông và ấn vào thì như thế sẽ không bị nhiễm trùng da. Sau khi nặng mụn xong thì My sẽ dùng nước lạnh trộn chung với lại toner. Và cái toner My hay dùng sau khi để trị mụn đó chính là toner này. Toner này là toner hoa cúc. Các bạn có thể thấy những cái lá hoa cúc ở trong đây. Thì thường My sẽ trộn 5-10 drop của cái toner này cùng với 500ml nước lạnh ở trong một cái thau nhỏ. Và My rửa mặt thì My sẽ rửa mặt My chỉ rửa bằng nước vậy thôi, trong vòng 30 giây. Sau khi rửa mặt bằng nước hoa cúc này xong thì My thấm bằng khăn rửa mặt để cho khô. Trong thành phần của hoa cúc thì có chất là màu vết thâm, thì My sẽ nói rõ về cái toner này trong vài phút tiếp theo nha. Và sau khi My đã rửa mặt xong bằng nước lạnh và nước hoa cúc thì My sẽ xài Betadine. My sẽ bôi toàn bộ Betadine lên vùng vừa mới nặng mụn. Kể cả lúc mà My có lột mụn ở cái vùng khóe này thì My cũng rửa mặt sạch bằng nước hoa cúc rồi cho Betadine lên toàn vùng đó. Trong Betadine thì có chất kháng khuẩn, nên khi mà các bạn nặng mụn xong thì Betadine có thể giúp bảo vệ da tốt hơn. Nên trong đêm đầu tiên thì My chỉ sử dụng duy nhất Betadine thôi nha. Và sau đó trong đêm thứ hai thì My cũng sẽ rửa mặt sạch và xài toner trộn với lại nước lạnh 500ml. Sau đó thì My sẽ cho một ít toner lên tay và tap nhẹ lên mặt để cho cung cấp độ ẩm sau khi rửa mặt. Trong những ngày My có mụn thâm hoặc là My đang chữa vừa mới nặng mụn xong mà đang chữa thâm thì My chỉ sử dụng duy nhất là tea tree oil. Cái này là cái serum cho mặt cung cấp độ ẩm và cũng giúp cho những cái vết thâm nó mờ nhanh hơn. Bước đơn giản sau khi nặng mụn thì chỉ có hai cái này thôi. My sẽ không sử dụng sản phẩm gì hết trong vòng 5 ngày đến 1 tuần để da hoàn toàn lành lặn. Thì nếu mà có những cái vùng khác không có bị mụn, như là lúc mà My nặng mụn ở cằm đi thì có vùng má và vùng trán thì My không bị mụn, thì mà My cảm giác là nó hơi khô thì lúc đó My sẽ cho kem dưỡng ẩm lên vùng má và vùng trán. Nhưng mà duy nhất cái vùng có mụn thì chỉ có hai sản phẩm này thôi. Đối với những bạn mà buổi sáng muốn che vết thâm do mụn ngay nên bằng kem che khuyết điểm thì My khuyên là nên sử dụng kem chống nắng làm lớp lót và lớp bảo vệ da. Thì như thế lúc mà bạn đi ra ngoài đường, ánh nắng sẽ không làm thâm cái vùng mới bị nặng. Đây là ba cái sản phẩm My dùng sau khi nặng mụn xong. Thì mình sẽ chỉ các bạn chỗ mua ba cái sản phẩm này nếu các bạn có tìm kiếm nha. Thì cái này Betadine thì các bạn có thể mua ở hiệu thuốc. My thường mua cái chai nhỏ này thôi, 30ml, thì mình sẽ xài được trong vòng 2-3 năm lận. 30ml thôi nha. Thì cái này có giá tầm 36.000. Thì My Tea Tree Oil này thì My mua ở The Body Shop. Toner này, cái này là đúc của cái chai của Kiehl's. Nếu các bạn nào mà thích xài high-end hơn một tí thì có thể dùng chai Kiehl's. Thì của Kiehl's thì thường là dao động từ 700.000 đến 1.500.000 tùy theo size. Còn cái này thì My mua thì chỉ có tầm 350 hay là 400 thôi. My quên mất rồi, tại vì My mua thì là 16 đô. My mua chai này tầm 1 tháng trước thì cái chỗ giao ở Hàn Quốc và Việt Nam hết tầm 1 tuần thôi, rất là nhanh. Nên là My xài 1 tháng mà đã hết nhiêu đây rồi. Nhiều bạn thì có thể bị dưỡng hoa thì không có thể xài những cái toner mà có chứa hoa được. Thì My khuyên các bạn nên thử đằng sau tai này, đến đây,
thử trước khi sử dụng trong vòng 2 đến 3 ngày coi là nó có bị dị ứng hay là bị nổi đỏ gì không. Vì bạn My thì cũng có một hai người bị dị ứng hoa nên là sẽ không xài được cái toner mà có hoa, nên các bạn chú ý nha. My hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn mà hay nặng mụn như My, tại My rất là thích tự nặng mụn ở nhà. My nói ở giữa video thì My đang tính làm một cái video về chăm sóc da cho tuổi teen, nên là các bạn nào có câu hỏi gì về da thì có thể để câu hỏi ở SFM hoặc là comment ở phía dưới, thì My sẽ đọc tất cả các comment và ghi lại và trả lời trong video tiếp theo cho các bạn. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video.